Molly xin được trân trọng kính chào tái ngộ toàn thể quý vị khán thính giả thân thương đã quay trở lại với kênh The Second Post. Thưa quý vị, trang Army Recognition dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lord Ravine de Donder cho biết, lô xe bọc thép gồm 40 đến 50 chiếc M113 trên sẽ là một phần trong gói viện trợ quân sự thứ 15 mà Brussels dành cho Kiev. Và tính đến thời điểm hiện tại, thưa quý vị, Mỹ đã viện trợ tổng cộng 306 triệu euro cho Ukraine, và hôm ngày 9 tháng 6, nước này cũng công bố gói hỗ trợ đạn pháo 105mm trị giá hơn 32 triệu euro. Theo American Nation, M113 là xe bọc thép bánh xích thủy bộ lưỡng dụng được Mỹ chế tạo và sản xuất vào cuối những năm 1950 nhằm mục đích chở binh sĩ trên chiến trường. Xe thiết giáp chở quân M113 là loại xe thiết giáp phổ biến nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại, vì trong hơn 60 năm, chúng đã được sản xuất với số lượng kỷ lục khoảng 85.000 chiếc. Mặc dù đã có tuổi đời tương đối lớn so với các loại xe bọc thép khác, nhưng chúng vẫn tiếp tục hoạt động ở gần 60 quốc gia trên thế giới và từng là xương sống trong lực lượng thiết giáp của nhiều nước xe được thiết kế cho nhiệm vụ chở quân, song cũng có thể đóng vai trò như xe chiến đấu hạng nhẹ. Xe có khối lượng 14 tấn, dài 5,3 m, rộng 3 m, cao 1,85 m. Kiếp điều khiển có hai người, gồm trưởng xe và lái xe. Với một động cơ Chrysler 75M có công suất 209 mã lực, M113 có thể di chuyển với vận tốc 66 km h trên địa hình bằng phẳng, phạm vi hoạt động lên tới 483 km khoang sau đủ rộng để chở 11 binh sĩ, được trang bị đầy đủ vũ khí. Lái xe ngồi bên trái, phía trước xe, có một gách ra vào mở về phía sau. Xe trưởng ngồi ở chính giữa thân xe, 10 binh sĩ ngồi quay mặt vào trong khoang trên hai băng ghế. Khi không chở lính, các băng ghế có thể gập lại, tạo không gian khoảng 6,54 mét khối. Cuối xe có một cửa sập hoạt động bằng thủy lực, tích hợp với một cửa ra vào riêng biệt, được lái xe vận hành, đóng mở, khi cần triển khai bộ binh trên chiến trường, kiếp lái sẽ cho mở cửa ở phía sau. xe M113 có thể bơi mà không cần bất cứ chuẩn bị gì ngoài việc nâng tấm chắn ở phía trước để tạo sự ổn định. nó bơi nhờ sự chuyển động của xích. khi lội nước, vận tốc di chuyển của xe đạt 5,8 km/h. đồng thời, M113 có thể được chuyên chở bằng máy bay, bay C5, C17, C130, C141 và có thể được thả dù. vũ khí tiêu chuẩn của m 113 113 là một khẩu súng máy hạng nặng 12,7mm M2 Browning M2 SB gắn ở nắp vòm của xa trữ, tầm bắn hiệu quả 1.800m. Khẩu M2 SB nạp đạn từ hộp đạn 100 viên và có độ nâng hạ từ cộng 53 độ đến âm 21 độ và có thể xoay 360 độ. Cơ số đạn trung bình là 2.000 viên. Hai bên sườn xe cũng có thể được lắp hai súng máy 762 mm, một số biến thể thậm chí còn lắp tháp pháo cỡ nòng 30 mm cho hỏa lực mạnh mẽ hơn. Bên cạnh M2HB, súng phóng lựu tự động 40 mm m chín cũng là lựa chọn tối ưu cho M113. M113 như một lô cốt di động, người lính trong xe có thể chiến đấu trực tiếp thay vì ẩn nấp và chờ đến nơi quy định mới xuống xe để chiến đấu. Tuy nhiên, với công nghiệp quốc phòng Mỹ về sau đã cho ra mắt một loạt biến thể M113 được trang bị tên lửa chống tăng có điều khiển hạng nhẹ, pháo 6 nòng cỡ đạn 20mm, pháo cỡ nòng 25mm hoặc súng cối cỡ nòng 120mm dựa theo yêu cầu tác chiến của binh sĩ nước này với nhiều tên gọi khác nhau. Trên nền tảng của xe thiết giáp M113, thưa quý vị, nhà sản xuất đã phát triển nhiều biến thể, nhiều biến thể trang bị súng cối cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực, Biến thể xe chỉ huy, biến thể xe cứu thương và thậm chí cả biến thể xe chiến đấu bộ binh. M113 đã được sản xuất với 12 phiên bản khác nhau, nhưng chủ yếu là các phiên bản M113A1, M113A2 và M113A3. Xe M113A1 lắp động cơ diesel GM6V-53T, công suất đạt 215 mã lực, nâng cao khả năng tự vệ và đạt hành trình lớn nhất. M113A2 có thân xe được hàng toàn bộ bằng hợp kim loại 5083 của nhôm, mangan và magie. Hợp kim 5083 này được sản xuất bằng phương pháp cán lạnh cho khả năng chống đạn súng cá nhân nhỏ và mảnh pháo. Vỏ giáp phía trước dày 38mm có thể chống được đạn 14,5mm, vỏ giáp hai bên thành xe dày từ 12 đến 38mm và vỏ giáp phía sau dày 12mm có thể chống được đạn súng 7,62mm. Xe M113A3 có vỏ giáp P900. Phía trong thân xe có lớp giáp đệm chống đạn Kevlar, sử dụng động cơ diesel 6V53T, 275 mã lực và hộp số tự động X204. Mỹ được cho là có khoảng 500 xe bọc thép M113, nhưng đã loại biên cách đây 10 năm, theo hãng thông tấn Ukraine Farm của Ukraine. M113 từng chiến đấu ở Trung Đông được sử dụng trong cuộc đối đầu lâu dài và đẫm máu giữa Iran và Iraq trong các sự kiện ở Vịnh Ba Tư và cuộc tấn công năm 2003. Ngoài Mỹ, Tây Ban Nha cũng sẽ gửi xe bọc thép M113 cho Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha hôm 15 tháng 6 cho biết Madrid sẽ chuyển 20 xe loại này cho Kyiv. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra, Tây Ban Nha đã chuyển hàng chục xe bọc thép chở quân M113 với nhiều sửa đổi khác nhau như một phần của viện trợ quân sự. Trước đây, Bồ Đào Nha, Litva và Đan Mạch cũng đã viện trợ cho Ukraine một số lượng lớn thiết giáp chở quân M113. Ở từng quốc gia, xe thiết giáp M113 sẽ có các phiên bản nâng cấp cải biên khác nhau để chúng có thể chống chọi được với hỏa lực chống tăng trên chiến trường. Mặc dù có giáp rất mỏng, khả năng sống sót trên chiến trường không cao, tuy nhiên thiết giáp M113 vẫn có thể cung cấp hỏa lực tốt trên chiến trường. Nhiều phiên bản của nó thậm chí còn được trang bị tên lửa chống tăng BGM-71 Thô giúp loại thiết giáp này có thể hại gục được xe tăng chủ lực của đối phương. Tây Ban Nha cho biết họ cũng sẽ gửi 4 xe tăng Leopard 2 A4 và một số bệnh viện giả chiến, xe tải khác cho Ukraine. Leopard 2 A4 là phiên bản cải tiến dựa trên cơ sở Leopard 2. Phiên bản mới bao gồm nâng cấp về hệ thống ức chế nổ tự động, hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số và một tháp pháo bọc thép bằng titan. Phương tiện sử dụng động cơ diesel MTU MB 873 công suất 1.500 mã lực. Nhờ động cơ mạnh, xe có thể di chuyển với vận tốc tối đa 72 km/h, tầm hoạt động 550 km. Xe tăng trang bị vũ khí chính là pháo nòng trơn L55 120 mm Jaromentol phát triển và bắn được hai loại đạn APFSDS-T và hit mbt Ngoài ra, nó cũng được tiếp hợp súng máy 7,62mm, súng phóng lựu 40mm quân đội ukraine đang trong đợt phản công nhằm thu hồi các khu vực nga đang chiếm đóng theo những gì giới chức kiev tuyên bố tình hình đang rất khả quan cùng với chiến sự ngày một leo thang ở ukraine phương tây cũng bắt đầu thay đổi chính sách viện trợ vũ khí khi mở rộng việc cung cấp các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng xe chiến đấu bộ binh và xe thiết giáp chuẩn tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cho ukraine những cam kết mới dường như đánh dấu sự đổi chính sách của các nước phương Tây về việc cung cấp vũ khí mang tính sát thương cao hơn cho quân đội của quốc gia Đông Âu này. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình khám phá kiến thức quân sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Molly kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Rất mong quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like video, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.